Em chào anh. Vâng, chào em nhé. Anh cho em biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, anh đang ở đâu? Vâng, anh tên là Bùi Văn Mẻo, hiện tại ở trong Pheo, xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Anh tâm sự cho em đôi lời, quá trình bệnh tật ngày trước anh như nào? Vâng, anh trước đây thì anh vẫn khỏe, làm được các công việc kể cả nặng các kiểu anh đi làm được. Nhưng mà trong một quá trình là anh bị cảm thấy nó yếu người đi. Dạ. Anh ở nhà một thời gian xong là các biểu hiện sức khỏe anh giảm yếu như nào? Vâng, anh thì nó yếu không đi được. Dạ. Anh ở nhà và đi bệnh viện đa khoa của huyện Lạc Sơn anh khám. Nghe bệnh viện nói là anh bị thiết bị đĩa đệm. Dạ. Và anh cũng ở đó khoảng chừng tuần hơn tuần như đấy. Anh nằm điều trị ở viện thì được phương pháp mà viện điều trị như nào? Vâng, huyện thì chỉ có tiêm. Dạ. Không tiêm ở ống thuốc. Bệnh tình anh có thuyên giảm không? Không. Tiêm vào không biết nói như nào nhưng mà cảm thấy là nó tăng và cứng cơ. Cứng cơ. Ngày càng là không đi được. Vâng. Anh điều trị như vậy thì bằng phương pháp bởi vì là tiêm đúng không? Vâng. Anh điều trị tổng là bao thời gian? Anh ở lại khoảng tuần nhưng mà bệnh của anh không thấy giảm là anh trốn huyện. Vâng. Em bảo người nhà đón về. Vâng. Anh không ở đấy nữa. Anh cái triệu chứng và cái biểu hiện bệnh của anh ban đầu như nào? Sức khỏe anh giảm dần như nào? Anh cảm thấy nó tê buốt trên vâng. tay và cứng hết các cơ. Tê buốt trên tay, cứng cơ. Vâng. Vâng. Dần dần là anh không đi được. Không đi được. Vâng. Sau đó anh đi chụp chiếu ở viện, điều trị ở viện không hiệu quả. Vâng. Thì cứ cho là anh biết nhà thuốc chúng em. Vâng, đấy là anh về nhà và anh hỏi thăm bà con hàng xóm và dạ. bà con hàng xóm mách cho anh dạ. Vào nhà thầy Minh. Dạ. Thầy Minh lại giới thiệu ra nhà ông Thạc. Dạ. Và sau khi anh đến nhà thầy Minh, được vâng. thầy Minh mách cho nhà em. Vâng. Thì mới đâu anh chưa được trả thuốc, anh có đi lại được không? Không. Vâng. Từ hôm anh biết nhà thầy Minh là anh không thể nào đi lại được. Vâng, nằm liệt rồi. Vâng, cứng mọi sinh hoạt là nằm liệt trên giường. Vâng. Bà con hàng xóm nói chỉ có chết, thằng này không giờ sống. Dạ vâng. Mỗi cổ từ lên đầu là anh cứ động được. Biết. Còn dưới từ chân tay xuống là liệt vâng. không biết gì. Từ vai xuống là không biết gì hết. Anh cầu có đau không? Không, cầu không không đau. Vâng, tê liệt hết biết, thần kinh. Có biết gì đâu mà đâu. Dạ vâng. Kể cả ngón chân ngón tay không vâng. cử động được cái chứ. Anh đến nhà thuốc chúng em được nhà thuốc em điều trị những phát như nào? Vâng, đến nhà thầy là thầy cho uống thuốc và bó lá. Dạ. Sau thời gian là châm cứu. Vâng. Mới đầu bệnh tình của anh có đau lên hay giảm luôn? Thì lúc đầu uống vào cũng đau lên và chỉ đau một hoặc hai hôm xong là dạ. nó giảm dần. Vâng. Anh đến nhà thuốc thì trước đó anh nhiệt bao nhiêu tháng? Thì anh liệt 3 tháng. 3 tháng và rồi. Mọi sinh hoạt là anh nằm bất động trên giường. Bất động trên giường. Không ngồi được. Không ngồi. Không đi lại được. Mỗi nằm thôi. Nằm. Kể cả ăn không ăn được. Tắm rửa hàng ngày là phải đều người trợ giúp. Vâng. Chuyên vợ con dạ. chăm. Anh đến nhà thuốc thì sau bao nhiêu ngày điều trị tại nhà thuốc thì bệnh của anh giảm mà anh tập đi được? Khoảng 1 tháng. 1 tháng. Và khoảng chừng 1 tháng là anh bắt đầu là tập đi được. Dạ. Lúc mới đầu anh có tập đi, anh có nhờ người ai dìu hay anh đi lại? Thì bước đầu cũng phải dìu. Dạ. Dìu 1 2 hôm. 1 2 hôm. Vâng. Cái thời điểm đó thì ai điều trị cho anh? Thì con của ông Thạc. Dạ. Lại Văn Toan. Tức là em. Vâng. Ngày trước em còn nhớ là anh nằm liệt trên giường để nhận thuốc thì chân tay co quắp vâng. và cứng hết các khớp, cả đầu không gối luôn. Vâng, từ cổ xuống là vâng. không biết. Lúc anh cầu có biết đau không? Không, không biết. Không biết hết. Đau. Vâng, tê liệt hết người. Và anh điều trị tổng cộng hơn 1 tháng, đến 1 tháng là hơn 1 tháng là anh tập đi được, đi vâng. bằng nặng đúng không? Vâng. Mới đầu phải có người dìu.
Vâng, có ngày chiều. Anh tổng cộng điều trị bao nhiêu ngày nhà thuốc thì anh khỏi hoàn toàn? Anh điều trị khoảng 3 tháng. 3 tháng. Vâng, 3 tháng là anh khỏi hoàn toàn. Vâng. Anh kể cho em sâu hơn về cái quá trình anh đi viện nào. Mà anh đồi núi này từ nhà anh, từ đây mà xuống trên đường lớn là 10 cây. Nếu anh bệnh tật đau như vậy không nghe được thì anh di chuyển xuống viện như nào? Thì phải vóng. À. Đấy, vóng như ngày trước bộ đội trước ấy. À, còn là khiêng. Và khiêng. Khiêng từ trên núi xuống, nhà anh ở trên đồi rất là cao. Đây là phỏng vấn anh trực tiếp trên đồi đây. Vâng. Từ nhà anh xuống cái đồi là bao nhiêu, xuống núi là bao nhiêu cây? Khoảng 10 cây. 10 cây. Lúc đó anh khiêng vòng, anh có cắt được thời gian từ nhà anh xuống đường lớn là bao nhiêu tiếng không? Không phải trên tiếng. Trên một tiếng. Đấy. Lúc đó phải khiêng anh đi lên, xuống đường lớn cho anh đi viện. Vâng. À, được bác sĩ. Anh em họ hàng cũng phải đông nhau để mà thay nhau để khiêng anh xuống. Vâng. Đi viện là bác sĩ kết luận anh thoát vị đẹp. Vâng. Và sau khi anh đến nhà thuốc tổng cộng điều trị 3 tháng anh khỏi hoàn toàn. Vâng. Từ đó đến nay, vâng, anh khỏi được bao nhiêu năm rồi? Khoảng 14 năm. 14 năm. Vâng. Trong 14, suốt 14 năm qua, anh còn đau đớn hay không? Không. Anh không còn không đau nữa. Cái triệu chứng đau, biểu hiện điển hình nhất của anh, của thoát vị gây nên như nào? Thì đầu thì nó cũng tê chân tay. Dạ. Vâng. Đầu nó tê, tê tay trước. Tê tay trước. Dần dần vào trong lưng. Xuống lưng và xuống tới chân. Lúc đó anh có teo tay teo chân không? Có. Dạ. Vẫn có. Có tê thì kéo dài về ngày về đêm nhiều. Tê thì nó hay đau về đêm. Về đêm nhiều. Vâng. Triệu chứng của nó là hay bị đêm nhiều. Co rút về đêm nhiều. Vâng. Vâng. Mà nhất là mùa nó lạnh. Vâng. Vâng. Mùa nó lạnh hay bị nhất. Anh về nhà thuốc thì lúc đó anh ra nhà thuốc thì ai là người chăm anh thường xuyên? Vâng, con ông Lại Tên Thạc và Lại Văn Thoan. Ý em hỏi là chăm sóc anh hàng ngày ăn uống, tắm rửa ấy. Đấy, đấy là cái vợ. Vợ đấy, anh chăm. Lúc đó thì em còn nhớ là anh nằm trên giường và tắm trên giường và sinh hoạt đều trên giường hết. Vâng. Anh điều trị bao nhiêu ngày thì anh có thể anh tự ngồi lên được? Khoảng gần tháng. Gần tháng tự ngồi lên được. Anh duỗi được tay. Duỗi được tay. Đấy. Gần tháng là anh duỗi được tay. Sau tiếp theo đó thì bao nhiêu ngày anh co duỗi được chân? Thì khoảng hơn tháng. Hơn tháng co duỗi được chân. Vâng. Và sau đó anh tập đi dần. Vâng. Tổng cộng điều trị 3 tháng anh khỏi hoàn toàn. Vâng, 3 tháng. Từ đó đến nay khỏi là 14 năm phải không ạ? Vâng. 14 năm rồi. Những lúc trải năng giờ anh còn đau được không? Không. Không còn đau nữa. Bây giờ anh không đau nữa. Nghề nghiệp hiện tại của anh là làm nghề nghề gì? Làm ruộng thôi. Làm ruộng. Vâng. Sau những mùa vụ ra thì anh có làm thêm cái nghề gì không? Thì anh đi chăn trâu và vâng. Đi săn săn bắt hái nượm trên rừng đúng không? Đấy. Công việc hàng ngày là anh đi săn, thì anh săn thú rừng thì anh săn được những con gì trên đồi núi rừng này? Thì bây giờ thú chả có gì thú to. Dạ. Mỗi sóc. Sóc. Đấy. Dạ. Nhưng mà cây cối bây giờ ở núi thì nó hay có cái loại ong bo ve. Mà anh đi vâng, anh hay rừng. Đi bắt ong. Bắt ong rừng. Vâng, bắt ong rừng. Anh trèo trên núi này, đi chăn trâu này, vâng. Đi săn bắt hái nượm mà đi bắt ong và trèo lên rất nhiều, anh còn đau đớn hay không? Không. Anh không còn đau nữa. Vâng. Trong suốt 14 năm qua, chẳng giờ anh còn đau không? Không. Anh không nhớ đâu. Anh cảm nhận về 14 năm trước mà anh bị bệnh nặng như vậy, thoát vị nặng như vậy, cái tư tưởng anh có chán, gia đình anh có hoang mang nhiều không? Thì gia đình cũng là bị hoang mang đấy. Dạ. Tại vì là không biết cái bệnh gì mà người mà cứng hết như thế. Tự nhiên mà là bấu yếu, không biết gì. Yếu đấy. Không lại được, cứng đấy. Người. Và co cóp chân tay. Vâng. Dạ. Lúc đó thì người thân anh có tin anh khỏi bệnh như ngày hôm nay không? Chắc là không ai tin. Dạ. Mỗi anh có bệnh là anh biết là anh chắc chắn là anh sẽ khỏi bệnh, anh bệnh của anh là chắc chắn sẽ khỏi. Dạ. Bảo người nhà anh em họ hàng bảo đi tìm thầy tìm thuốc cho dạ. Anh để anh được đoạn trị tụ với gia đình. Dạ vâng. Và cái cảm nhận mà lúc anh khỏi bệnh và lúc anh bị bệnh nặng như vậy thì hai cái cảm giác mà lúc bị bệnh nặng và lúc khỏi bệnh như nào? Thì lúc
bị bệnh nặng ấy là hoàn toàn kể cả bà con cũng bị hoang mang. Hoang mang. Mỗi anh là anh quyết tâm là bệnh của anh chắc là không bị. Dạ. Đấy. Mình Kiểu tin là mình sẽ khỏi bệnh. vâng. Lúc Và nào điều anh cũng 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 bảo vợ con là đi tìm thầy tìm thuốc cho Dạ. anh để anh sống. Cái niềm tin như vậy lúc anh ra là thuốc anh có củng cố niềm tin không? Có chứ. Dạ. Về đến nhà thầy là anh cảm thấy là chắc là phần phần chắc là anh sẽ khỏi bệnh. Dạ vâng. Trong 14 năm qua thì anh còn đau hay không? Không, anh không đau nữa. Chẳng giờ không còn đau Không, không. à? Anh chăn trâu, cắt cỏ và trèo đèo nội suối đi săn bắt mà đi bắt ong bình thường rồi. Vâng, bây Vâng. giờ anh ở núi có lạ gì nghề làm ruộng ấy, qua mùa ruộng thì phải đi chân trâu cắt cỏ, lại đi leo núi, qua núi này đến núi khác chứ. Vâng, lúc mà anh bị nặng như vậy, mới đầu bị nặng thì anh có ăn uống, anh có xúc được cơm không? Không xúc Kể được. cả xúc cơm cũng không xúc được, Vâng. mỗi cái miệng hay ăn. Mà ăn được thôi. Vâng. Còn là mọi sinh hoạt là người nhà phải chăm hết. Vâng. Từ ăn uống ngủ nghỉ, sinh hoạt đại tiểu tiện là phải người phụ đúng không? Vâng. Kéo dài mấy tháng anh còn nhớ không? Có chứ. Kéo dài tới 3 tháng 3 là tháng. không biết gì hết. Vâng. Đấy. Lúc đó ăn ngủ là vẫn ăn được. Vâng. Nhưng mà chân tay là không cảm giác. Không có Tê cảm bì, giác. Vâng. có co quắp. Vâng. Miệng nói thì oang oang nhưng mà chân tay không biết gì. Không biết gì. Vâng. 14 năm rồi thì hôm nay em cất công từ nhà ấy, em vào đây là gần 100 cây. Em muốn phỏng vấn hình ảnh và hoàn thiện sau 14 năm. 14 tức là 14 năm điều trị tại ở thuốc. Thì hiện tại anh còn đau không? Không, Không anh còn bây giờ đau gì. không đau. Chả bây giờ anh làm việc ấy còn đau không? Không, anh làm việc bình thường. Bình thường. Vâng. Cày Anh bừa anh làm tốt. vâng, làm việc bình thường rồi. Vâng. Mùa vụ là bê bác bình thường, cày bừa Vâng. bình thường. Vâng. Nhà anh có làm nhiều ruộng không? Cũng vài ba sao. Hai ba sao. Vâng. Hôm nay em vào phỏng vấn hình ảnh của anh có cảm nhận đôi lời nhà thuốc em điều trị có hiệu quả không? Có chứ. Vâng. Vâng, nói về nhà thuốc thì bây giờ anh mừng lắm. Nói Vâng. đến thầy thì anh cảm nhận còn hơn là bố mình đẻ ấy chứ. Dạ. Vâng. Có bệnh không biết gì mà cứu sống con người, anh cảm thấy là anh vui lắm bây Dạ. giờ ấy. Không biết nói gì để cho vừa lòng với nhà thầy nhà thuốc. Dạ. Cái quá trình điều trị bệnh anh là khỏi rồi. Vâng. Thì hiện tại anh không còn đau. Vâng. Anh Thật không là còn hoàn toàn không còn đau nữa. hoàn toàn không đâu nữa. Không còn Đấy, đau nữa. anh khỏi. Hôm nay em cất công phỏng vấn hình ảnh của anh. Sau 14 năm gặp lại. Thì thay mặt là thuốc. Em cảm ơn anh. Và anh còn nhớ là ngày trước ấy, ai là người điều trị trực tiếp cho anh nhiều nhất? Vâng, chờ em là Lài Văn Thoan ấy. Dạ. Vâng, từ hôm anh ra là trực tiếp là tay của em điều trị cho anh từ đầu đến cuối. Bằng đắp thuốc này, cắt thuốc Vâng. và gì nữa? Vâng. Châm cứu. Châm cứu. Vâng. Sau 3 tháng anh khỏi hoàn toàn. Vâng. Thì hôm nay được khỏi 14 năm rồi. Thay mặt là thuốc em cảm ơn anh nhé. Vâng. Chúc anh và đại đình mạnh khỏe. Vâng, Vâng em anh là chào em nhé, và Vâng. cũng có lời chúc sức khỏe em, ông bà, gia Dạ. đình, các cháu luôn Dạ. mạnh khỏe, và có bệnh nhân nào khó khăn như em để hỗ trợ, Dạ. giúp đỡ những người có bệnh. Dạ vâng. Vâng, thế chào em nhé. Dạ vâng em chào anh nhé. Vâng. Vâng ạ. Cháu chào cô ạ. Cô chào cháu. Hôm nay cháu muốn ghi hình ảnh lần thứ hai Vâng. về quá trình ngày trước cô điều trị bệnh tại nhà thuốc. Vâng. Trước tiên cô cho con biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, cô đang ở đâu. Vâng. À, tên cô là Ngô Thị Nà, cô ở xóm 3 Tân Sơn, Kim Bảng, Hà Nam. Vâng. Thế cô chưa 2004 đấy, 2004 là cô bị đau ngang thắt lưng, giảm Vâng. xuống hông thì rồi xuống bắp chân, rồi nó xuống tận cả mắt cá ấy. Dạ Thế vâng. thì là cô đi
khám thì đến bệnh viện huyện thì người ta bảo là cô bị đau thần kinh tọa. Dạ vâng. Thế thì cô cũng điều trị là uống thuốc ở đấy, là mang thuốc về uống là chục hôm nhưng mà cũng không thấy chuyển. Dạ. Thế thì cô lại đi xuống bệnh viện tỉnh thì người ta cũng bảo là đau thần kinh tọa rồi cháu ạ. Thế cô ra bệnh tỉnh cô có điều trị ở viện không? Cô không, cũng lại chỉ lấy thuốc thôi. Người ta bảo đau thần kinh tọa thì chỉ lấy, người ta cũng kê đơn thuốc cho mình, xong là mình lấy thuốc về uống thôi. Dạ. Đấy. Thế thì về uống thì nó cũng chả khỏi, nhưng mà càng ngày nó cứ thấy càng đau. Dạ. Thế thì là hôm chú bảo là thế thì đi lên trên bệnh viện 403 ấy, thì là dạ, để chụp chiếu khám xem nó ra làm sao. Thế thì là lên đấy thì là bác sĩ là chuẩn đoán là cô bị thái hóa N4N5 và thoát vị đĩa đệm. Dạ. Thế thì người ta bảo là thế cái này thì phải nếu mà không ấy thì phải mổ ra, mà phải nắn vào ấy thì mới khỏi được. Dạ. Thế thì cô bảo thế bây giờ mổ thì bảo phải 70 triệu đấy. Cái năm 2006 đấy là bảo 70 triệu thì cô bảo thế thì làm gì có 70 triệu. Dạ. Thế thì cái con đường điều trị bệnh của cô kéo dài bao thời gian, là bao nhiêu năm? 2 năm cháu ạ. 2 năm. Đấy thì cô kể tỉ mỉ hơn cô điều trị ở những đâu? Cô trước là ở dưới bệnh viện huyện này, xong bên bệnh viện tỉnh này cũng không khỏi, xong rồi cô lại quay đi cô uống thuốc nam. Đấy. Cô uống thuốc nam ở đâu? Cô uống thuốc nam ở tận ở trong Quan Hóa cơ cháu ạ. Thế từ giờ ra Quảng Ninh, IMAX đằng nào cô cũng đi. Sau đó cô được điều trị tiếp ở đâu không? Thế cô trước đó ấy. Trước đó cô không. Vâng. Thế xong thì đến lúc lên bệnh viện 403 thì đi đâu người ta cũng bảo đau thần kinh tọa thế. Thế thì đến lên bệnh viện 403 thì người ta bảo là người ta chụp với bác sĩ bảo là bị thái hóa N4N5 đấy, cuộc sống đấy mà nó thoát vị đĩa đệm. Đấy, thế thì bây giờ người ta bảo là chính ở viện thì mổ nó, tư tưởng cô có hoang mang không? Cô cũng hãi lắm, 70 triệu cái lúc đấy thì làm gì có 70 triệu. Dạ vâng. Đấy, cái lúc sau đó cô có điều trị tiếp ở những đâu không hay là vào nhà thuốc luôn? Không, cô không. Thế thì đến lúc về cô mới bảo thế này bây giờ thì chạy ở đâu mà được 70 triệu mà mổ. Thế mà người ta bảo mổ thì 50-50. Đấy. Dạ. Thế thì cô mới tình cờ là có cái anh Viêm ở trên Tượng Lĩnh đấy. Dạ. Thế thì anh mới vợ anh mới ngã bị gãy cái kề tay đấy. Thế là anh ấy lên đấy anh ấy chữa, lên chỗ nhà cháu chữa thì là anh ấy mới về anh mới mách bảo thế thì chị có đi lên trên đấy xem nó có may thì có khỏi. Dạ, vâng. Thế thì là cô mới lên nhà cháu thì may quá ông gặp thầy gặp thuốc thì là lúc đó cô lên nhà thuốc được nhà thuốc điều trị như nào? Trên chỗ nhà cháu đấy là bó ná và nắn và bó ná xong rồi cho uống mới đâu điều trị tại nhà thuốc thì bệnh tình của cô có đau lên hay giảm luôn? Cô thấy đau lên mà uống được độ dăm thang đấy thì là cô thấy đau lên. Thế đau lên xong thì là cô bảo thế này thì không biết thế nào nhưng mà chỗ cháu bảo là uống nó tăng lên thì nó sẽ khỏi đây, nó đau tăng lên thì sẽ khỏi. Dạ. Thế thì là cô lại uống thêm, uống thì cô uống có 20 chén rồi đấy. Vâng. Thì là thấy nó khỏi hẳn mà nắn. Từ đó đến nay thì cô khỏi được bao nhiêu thời gian rồi? Cô khỏi được 13 năm rồi cháu ạ. 13 năm. Thì không thấy nó đau. Cái hiện tại là 13, trong suốt 13 năm đó cô có đau nhức gì không? Cô không đau nhức gì nữa. Vâng. Cô đi cấy rồi đi làm các thứ chả đau gì nữa đâu. Với trong cháu vào nhà là cô rất là bận việc gia đình đấy. Vâng, cô làm vườn được với cả chăm sóc vật nuôi rất là nhiều. Vâng. Con hỏi một câu tế nhị này. Vâng. Ngày đó cô điều trị tổng là bao thời gian? Và tư tưởng cô có mất niềm tin về điều trị bệnh? Không, cô điều trị trên chỗ nhà cháu này chỉ có hết độ 2 tháng thôi. Vâng. Thế thì uống có hết có 20 chén thôi. Vâng. Đấy, lúc đó trước trong vòng 2 năm đầu lại trước cô đi rất nhiều nơi đúng không? Rất nhiều chỗ thế nhưng mà hết cô kể thì từng nơi cho con được không? Đấy cô kể là mới là ở huyện sau bệnh viện huyện xong thì xuống bệnh viện tỉnh cũng uống thuốc tây thôi thì xong người ta bảo thế thì nếu mà uống thuốc tây thì không khỏi thì lại quay uống thuốc nam thì cô lại lấy thuốc ở tận trong Quan Hóa ấy. Đấy thì có ông anh ở trong đấy lại lấy cho. Thế xong thì chú lại đi ra ngoài Quảng Ninh làm lại, thế thì ở đấy người ta khi nói là có người chữa thần kinh tọa tốt lắm thì lại ra đấy lấy, thế nhưng mà cũng không khỏi không thì đến hôm là may quá thì là cứ ninh tinh ấy, xong thì là đến lúc thì may thì là gặp điều trị nhiều nơi không hiệu quả là chán đúng không? Vâng. Dạ. Con hỏi tiếp là trong suốt hơn chục năm đó thì công việc hàng ngày của cô chủ yếu là làm nghề gì? Cô làm ruộng với lại chăn nuôi thôi. Vâng. Đấy, một ngày cứ xách cám 40-50 con lợn. Dạ. Đấy. Mà cô đứng lên ngồi xuống xách cám ha, bình thường cả. Bình thường rồi không cô đi cấy đi kiếp rồi làm bò làm cõi thì không đau gì, không rức rối gì đâu. Cái cơn đau lúc kịch liệt nhất bệnh của cô như nào? Là đau xong là nó tê, nó rức xong vào đầu là cô không dậy được.
Và thế nói thì lại chị chú phải nâng dậy để và đi vệ sinh đấy, không lúc đó không... là mọi sinh hoạt là ai là người chăm cô nhiều nhất? Chú đấy. Vâng. Lúc đau nặng nhất là không đi lại được. Đấy, còn lúc đấy các em nó vẫn còn bé mà nó không nhiều đi lại. Lúc cô đau mà nặng nhất thì cô không đi lại được. Cô không đi lại được, cô nằm một chỗ ấy. Kéo dài bao nhiêu thời gian? Kéo dài hàng tháng rồi ấy, vâng. Như thế. Thế thì dở mình cũng không dở được. Vâng. Nó rức lắm, không dở được. Cái cơn đau của cô nó đau về ngày, đau về đêm nhiều? Cô đau về đêm nhiều. Dạ, vâng. Ngày thì ít thôi nhưng mà đau về đêm nhiều. Vâng. Hiện tại là cô tổng khoảng được bao nhiêu năm rồi? Khỏi à? Vâng. Khỏi được 13 năm rồi. 13 năm. Trong suốt 13 năm vùng đó cô Hòa điều trị bất cứ loại thuốc nào khác ngoài thuốc của chúng con không? Không. Vâng. Hiện tại là tráng nhà trời cô còn đau không? Không, cô chả đau nữa đâu. Cô đứng lên ngồi xuống bình thường chưa? Cô đứng lên ngồi xuống bình thường, cô đi làm bình thường rồi. Vâng. Hôm nay sau 13 năm cô khỏi bệnh, thì ngày trước là cô khỏi được 8 năm, con đã xuống đi lại hình ảnh rồi. Vâng. Thì hôm nay con quay lại lần 2 để phỏng vấn tiếp về quá trình thực tế. Vâng. Điều trị bệnh thoát vị đệm thoái cuộc sống và cô được khỏi kéo dài đằng sau suốt 13 năm đó. Vâng. Hiện tại cô không còn đau nhức được phải không ạ? Vâng. Làm việc bình thường được phải không ạ? Vâng. Cô cảm nhận nhà thuốc con điều trị có hiệu quả không? Nhà thuốc điều trị thế nào có hiệu quả đấy mà dạ, tôi vâng. Cứ mách cho bao nhiêu người ai bị làm sao ông bảo ôi trời ơi đến tôi cho địa chỉ mà đi lên nhà bác ấy. Dạ, vâng. Hôm nay là cô thấy cô như này là cháu rất mừng. Vâng. Mà cũng rất mừng cái bài thuốc nhà thuốc điều trị rất hiệu quả. Vâng. Thay mặt nhà thuốc thì con cảm ơn cô và chúc cô đại gia đình luôn là mạnh khỏe. Vâng. Mà thấy cô mạnh khỏe này là con mừng, rất là mừng nhỉ các bạn. Vâng. Thế... vâng, con chào cô nhé. Vâng, vâng. Cô chào. Con chào bác. À, chào anh. Bác cho em biết về họ tên, địa chỉ, quê quán. Bác đang ở đâu? Tôi tên là Phạm Văn Trương, quê ở Hợp Thành, Mỹ Đức, Hà Nội. Hôm nay con xuống phòng lần 2 về quá trình ngày trước bác bị thoát vị đệm mà kèm thoái cuộc sống. Bác kể con là cái cơn đau và cái chứng đau bác như nào? Nói chung là ngày trưa thì từ thời 2008, 2009 ấy, dạ vâng. Tôi bị thoát vị địa đệm. Lúc ấy là tôi đi chữa ở ngoài bệnh viện Việt Đức. Dạ vâng. Ra đấy thì họ làm hồ sơ để cho mổ đấy. Bác đau như nào mà bác đi chụp chiếu ở ngoài viện? Đấy thì nó cứ đau lưng thôi. Đau lưng thì đi chụp chiếu thì ra ngoài bệnh viện chụp thì họ nói là bị thoát vị địa đệm, địa đệm đấy, L4, L5. Vâng. Đấy. Cái cơn đau của bác biểu hiện đau lắm, nếu mà bình thường lúc mà nếu bình thường tôi ngủ dậy buổi sáng nha, dạ. Ở trên giường là đi xuống đất, dạ. Là tôi phải bò đấy, dạ, vâng. Bò ra đi đánh răng rửa mặt chứ không đi ngay được. Bác đau như vậy đấy. Kéo dài mấy tuần? Nói chung cái thời gian đau thì đau rất là lâu rồi, dạ, vâng. Mấy tháng rồi. Mấy tháng. Nhưng mà đến cái thời điểm đấy là nó đau quá thì tôi đi ra bệnh viện Việt Đức. Đau không đi lại được? Không đi lại được nữa, vâng. Ra bệnh viện Việt Đức thì lúc đấy là tôi nhớ là ông bác sĩ Phong đấy, dạ. Ông ấy làm thủ tục hồ sơ là để mổ cho tôi. Dạ vâng. Thế thì ông ấy hẹn tôi ra từ thứ hai cơ, dạ nhưng vâng. Mà làm thủ tục thì ông làm đến thứ sáu là xong. Dạ vâng. Thế ông hẹn tôi là thứ tư tuần sau ra thì để lên bàn mổ đấy. Dạ vâng. Thế nhưng mà tôi đi tôi nhìn ngó các cái bệnh nhân họ, tôi hỏi họ bảo thế mổ này xong thì có khỏi nhanh không, người thì cứ kêu là hàng tháng chưa đi lại được, thì tôi sợ tôi bỏ dạ, mẹ vâng. Cả hồ sơ tất ngoài đấy luôn tôi về. Dạ vâng. Tôi không cả bảo hiểm tôi vứt hết ở ngoài đấy luôn. Dạ. Thế sau về thì thời gian về thì tôi mới tìm hiểu có ông anh tôi, ông Mách là ở trên chỗ ông Thạc đấy, là dạ. Ông đi chữa bệnh địa đệm mới niệm vôi hóa cuộc sống là giỏi. Thế tôi mới lên tôi lấy đầu tiên thì lên tôi phải có người nhà tôi đưa đi, dạ, đi vâng. Đưa đi bằng ô tô chứ đi xe máy tôi không đi được. Vâng, không ngồi được. Không ngồi được. Vâng. Thế sau về sau tôi lên đấy lấy thì đầu tiên là lấy được trục thang. Vâng. Tôi về uống hết trục thang đấy. Dạ. Thế cộng với lại cái hôm đầu tiên lên thì ông lắn cho. Dạ vâng. Ông lắn cho xong bắt đầu ông bó cả lá và lưng. Vâng. Đấy, xong rồi về tôi uống hết thang đấy, hết 10 cái thang đấy là bắt đầu tôi đi xe máy. Dạ vâng. Tôi nhớ hôm tôi đi xe máy lên ông cứ bảo ấy thì chú đã khỏi rồi mà chú anh đi xe máy lên như này. Dạ. Thế tôi bảo là bây giờ em đỡ nhiều rồi. Dạ vâng. Là không thấy đau nữa mà em đi được xe máy rồi. Dạ. Sau khi bác đến nhà thuốc thằng con được bố con điều trị cả đắp cả uống thì mới tình bệnh của bác uống thuốc vào và đắp thuốc có đau lên hay giảm luôn? Thời gian đầu nha. Dạ. Uống vào là nó đau lên, đau dạ. Tăng lên. Dạ. Đau tôi thấy đau tăng quá thì tôi còn sợ cơ mà. Dạ vâng.
Thế tôi bảo kiểu này không hiểu kiểu gì mà sao lại nó lại đau tăng lên thế này. Dạ vâng. Thế nhưng mà cứ dần dần thì nó dịu đi, dần dần nó dịu đi. Thế cho đến từ cái năm 2009, 2008, 2009 cho đến giờ ấy là nói chung uống thêm khoảng độ lấy 10 thang đầu tiên nhá. Dạ xong vâng. Về sau tôi lại lấy thêm khoảng độ chục thang nữa. Dạ vâng. Tầm 20 thang. 20 thang đấy, tôi uống vào khoảng độ thời gian khoảng độ 2 tháng. 2 tháng. Thì tôi đi chợ được. Bình thường. Đấy, đi chợ bình thường, bưng bê thoải mái. Không còn đau. Không còn đau đi gì nữa. Ngày trước là viện đã chị mổ rồi. Lúc đó thì bác đã chuẩn bị tinh thần ra viện mổ. Đúng rồi. Và cái lý do thì bác lại không muốn mổ. Tôi sợ, sợ người đấy, lý do là sợ nhìn thấy các cái bệnh nhân họ đang mổ sẵn rồi mà mình thấy họ cứ hỏi, nói chuyện mình hỏi người ta thì người ta cứ bảo là hàng tháng rồi chưa đứng dậy được. Dạ vâng. Thế vì thế thôi mà tôi sợ tôi bỏ, tôi dạ. Tôi về mi hai nữa là tôi có ông anh ý mách tôi là nên chỗ nhà ông Thạc đấy mà lấy thuốc mà bó. Dạ vâng. Thì thời điểm đấy là con nhà ông cũng đang ở trên đấy. Dạ vâng. Thế tôi mới về thì tôi lên thì tôi lấy thuốc của ông Thạc đấy xong về uống từ ngày đấy đến bây giờ là đến 11 năm rồi tôi không đau điếc gì cả. Không còn đau. Mà bác làm việc bình thường chưa? Bình thường, kể cả tôi bê bao cám 3-40 cân bình thường, vâng. Không có đau điếc gì cả. Hàng ngày bác có tham gia môn thể thao nào không? Bây giờ chiều nào tôi chỉ đi đánh bóng chuyền. Dạ vâng. Bây giờ đi đánh bóng chuyền suốt, chiều đến là đi. Bác khỏi là bác uống được 2 tháng. Tổng cộng từ đó nay bác khỏi được 11 năm. Đúng rồi. Và trong suốt 11 năm đó thì bác điều trị bất cứ loại thuốc nào khác ngoài thuốc ngon không? Không, tôi không có điều trị. Từ ngày đấy là tôi không có đau. Tôi có đau đâu mà tôi điều trị cái thuốc gì nữa. Dạ vâng, bác khỏi hoàn toàn rồi ạ. Tôi khỏi hoàn toàn rồi, bây giờ không có đau điếc gì cả. Vâng. Bác điều trị thuốc con thì đắp thuốc và uống thuốc thì uống thuốc có ngày đó bác uống có cảm giác gì uống không? Thuốc của ông thì cũng mình uống như kiểu là nước lá vối nó viết rồi. Dạ vâng. Dễ uống chứ mà. Dạ vâng. Không có gì khó khăn cả. Vâng. Tôi là người chịu khó uống thuốc cực kỳ luôn. Con hỏi tỉ mỉ hơn là ngày trước cái cơn đau của bác thì nó kéo dài nặng nhất về ngày về đêm nhiều? Thường thường là về đêm. Dạ. Nhất là ngủ, ví dụ như mình ngủ này nhá, buổi dạ tối vâng. Mình ngủ này nhá, sáng dậy là đau dã man luôn. Dạ vâng. Đấy mà ví dụ như mình đấy, tôi vừa nói trước rồi đấy là thậm chí tôi còn phải dậy đi đánh răng rửa mặt, tôi phải bò đi cơ mà. Dạ vâng. Đấy, chứ còn đấy nếu bình thường đi được là không đi được đâu. Dạ vâng. Đấy, nhưng từ khi là uống thuốc uống thạc cho đến giờ là tôi yên tâm. Khỏi không được 11 có năm đau rồi. Quay lại nữa gì cả. Dạ 11 năm rồi. 11 năm rồi. Hàng ngày công nghiệp hiện tại bác làm nghề gì? Nhà tôi thì trước đây thì tôi buôn bán cắm cò, nhưng mà thời gian vừa rồi lợn gà dịch bệnh nhiều thì tôi bỏ. Dạ. Bỏ thì đấy buôn cá bán cám nhưng mà tôi vẫn bê bình thường mà. Dạ, làm vẫn bình chở thường. Đi ngày chở hàng mấy tấn cám đi thì tôi bán thì không vấn đề gì. Bê vác bình thường. Còn bây giờ thì nhà thì đang kinh doanh lại giết mổ gà vịt ra dạ, cầm. Vâng. Cũng rất là bận. Làm ngày nào cũng dậy từ lúc 3-4 giờ sáng làm đến 7-8 giờ sáng. Dạ vâng. Không thể hiện tại của bác là rất là luôn chân luôn tay đấy. Vâng. Hôm nay con xuống phòng hình ảnh của bác mức độ đã khỏi là 11 năm rồi. Bác cảm nhận nhà thuốc con điều trị bệnh có hiệu quả không? Nói chung là rất là tốt. Dạ. Thật sự là nếu tôi mà không có thuốc của ông Thạc thì giờ này khéo mà tôi bị quan, lúc ấy tôi bị quan tôi bảo kiểu này khéo mình không đi nổi. Dạ vâng. Nhưng mà cũng rất là may có thuốc của ông, từ ngày tôi lên tôi điều trị trên ông đấy là cho đến bây giờ 11 năm rồi không đau, đau lại nữa. Không đau lại nữa. Không còn đau. Không còn đau điếc gì cả. Dạ vâng. Thế theo bác là thuốc thì con cảm ơn bác. Một chút thời gian con để cho con ghi hình và phỏng vấn hình ảnh thực tế. Vâng. Sau 11 năm nhà thuốc xuống phỏng vấn lần 2. Ngày trước là 8 năm mà con xuống một lần rồi. Hôm nay vâng. Con xuống lần 2 đã khỏi 11 năm rồi. Vâng. Thế con cảm ơn bác, chúc bác gia đình mạnh khỏe nhé. Vâng. Con chào bác ạ. Cái tôi ngày trước tôi còn mách có một đứa cháu tôi ở ngoài Lam Dương đấy. Dạ vâng. Thế mà nó có hỏi thăm về bây giờ chồng nó bị điện đệm đi bao nhiêu viện không khỏi. Từ khi tôi mách nó nha. Dạ vâng. Mà nó hôm kia hôm kìa điện về cho tôi, nó bảo chú ơi nhà cháu khỏi khỏe mạnh, bê gạo lên tầng 3 mầm. Dạ vâng, dạ, tốt rồi. Đấy, thế nhưng chị Phương là ngày trước là không tin bác khỏi bệnh đâu. Đã nhờ người nhà đến tận nhà bác hỏi thăm. Rồi. Vâng. Thế xong về sau nó mới lại vào nhà. Vào nhà thì tôi mới lại cho địa chỉ lên tận nhà mà. Anh này cũng khỏi được 3-4 năm rồi. Ừ. Hôm nay con xuống phỏng vấn hình ảnh của bác sau 11 năm thì con rất mừng là bác khỏi bệnh rồi. Dạ. Con chào bác nhé. Vâng, cảm ơn. Cảm ơn.